sau hàng nhà đồ điện xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng chiếc máy điều hòa di động hai ơ cửa sổ. Thì cứ test con nào đến đâu thì em lên sóng ở đây, con em để số 56 nhé. Số 56 các bác nhé. Một con máy vỏ nguyên bản rất là đẹp. Đời 2012. 2012 các bác nhé. Tình trạng nguyên bản chạy rất ok, con này dàn bọn hai ơ màu xanh rất là đẹp các bác nhé. Máy chạy êm ngon lành, điều khiển đa năng đi kèm, ngồi trước lạnh buốt luôn ạ. Điều chỉnh các kiểu luôn. Đó, tốc độ gió mạnh yếu đầy đủ. Trường này giàn lạnh con này. Các bác xem. Hãng Haier giàn xanh két, nhìn đẹp chưa? Riêng Haier thì màu giàn nó là nó xanh lè luôn này nhé. Sờ tay đi lạnh buốt luôn các bạn. Nhiệt độ lúc nào cũng dao động từ ổn định, chạy ổn định tầm 15 đến 20 độ C. Nói chung là nó lạnh chả khác gì điều hòa treo tường cả. Nó y hệt điều hòa treo tường luôn, đủ lạnh cũng ngắt như bình thường. Đủ nhiệt độ lạnh vẫn ngắt bình thường các bạn nhé. Đấy, nó có cái cảm biến nhiệt độ đây các bạn này. Đây là cảm biến nhiệt độ này. Đấy. Con này em bán là 3,8 triệu nhé. Giá 3,8 triệu đi kèm điều khiển đa năng, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Con máy rất là chất đấy. Các bác nào đang có nhu cầu mua thì các bác liên hệ nhé. Máy cực đẹp, giá 3,8 triệu. Cửa gió này đương nhiên là chỉnh tay nhé, đánh buốt luôn ạ. Ở Lưu Hoa thì em bán là 1,500W là 450. Con máy này thì nói là rất là chất rồi, về rất là nhiều các bác ạ, phục vụ các bác tha hồ lựa chọn. Cứ lên sóng từng con một thì các bác dễ mua hơn, còn lên sóng một loạt thì mang tính chất giới thiệu quảng cáo thôi. Thế còn để mua được thì đương nhiên là phải lên sóng từng con một để các bác chọn mới dễ. Vậy như thế các bác.